xin chào các bạn đã quay trở lại kênh youtube trí việt của mình thì các bạn biết ngày hôm qua bi đã công bố mã nguồn mở của b network cho nên là rất là nhiều bài đăng rất là hay trên các group facebook ha và hôm nay mình cũng tổng hợp lại một số bài viết hay để cho các bạn tham khảo và các bạn cũng hiểu sâu sắc hơn về bi nha rồi đầu tiên là một bài viết của anh đinh công ninh nha Vấn đề mã nguồn mở của binance network Hôm qua nay rất nhiều người đăng nhiều bài viết về mã nguồn mở do Bico Team đưa ra. Nhiều người hỏi tại sao tôi không nói gì về việc đó. Đơn giản việc đó đối với tôi nó không quan trọng bằng cách đi, hướng đi và sự thành công của binance network Một, tại sao phải cung cấp mã nguồn mở? Theo quan niệm trước đây đối với các đồng tiền kỹ thuật số thì khi một đồng tiền kỹ thuật số mới ra đời, cần phải cung cấp mã nguồn mở để làm gì? để chứng minh với cộng đồng rằng đây là một dự án rõ ràng, có mã nguồn, được xây dựng từ một số người nào đó, từ đó chiếm được niềm tin của những người muốn đầu tư, có thể kêu gọi được một số vốn ban đầu nào đó, nào đó. Đích cuối cùng vẫn là các sàn giao dịch để mua bán với đồng coi đó, thậm chí có thể tạo ra một hiệu ứng FOMO để đẩy giá đồng coi đó lên. Hết. Hai đối với Bi Network thì sao? Mã nguồn mở của Bi được Bi đưa ra hôm qua không phải để chứng minh rằng Pi Network là minh bạch rõ ràng Cũng không cần phải để cho những người khác xem xét dự án của mình như thế nào Cũng không phải để kêu gọi đầu tư hay bất kỳ điều gì khác ngoài một việc rất tốt cho Pi Network Nó là giấy phép cho phép các nhà phát triển dùng mã nguồn này để tạo ra các ứng dụng đưa vào hệ sinh thái Pi Network Nguyên bản tiếng Anh như thế này Đó đây chỉ là việc Bicoteam thông báo và cho phép rộng rãi đến cộng đồng. Nhưng thực ra nó đã được biết đến từ lâu rồi đối với những nhà phát triển được Bitcoin xét duyệt. Những đội nhóm tham gia các cuộc thi hackathon để họ tạo ra các ứng dụng. Nicolas và Bitcoin không cần phải chứng minh bất cứ điều gì với những người khác, không cần phải chứng minh tính minh bạch của Bitcoin network nữa. Bởi vì nó đã quá minh bạch rồi. Vấn đề bây giờ và tương lai là Nicolas và Bitcoin cần làm, phải làm là đưa bi network đến đích thành công mà thôi. Linh Cung Linh. tiếp theo chúng ta xem một bài viết khác liên quan tới việc là không có tiền tệ fiat nào là hợp pháp trong QFS còn QFS là là gì thế thì các bạn lên Google các bạn sợ thì nó ra là hệ thống tài chính lượng tử các bạn thì các bạn có thể tham khảo hơn nữa trong Google nha. Rồi chúng ta xem bài viết là một sự thay đổi lớn phải không? Hãy đọc kỹ từng câu từng chữ nhé. Cả nhà đọc và suy ngẫm liên hệ với thực tế hiện nay. Chúng ta sẽ thấy tương lai của chúng ta sẽ như thế nào. Xin chúc mừng những anh chị em nào đang nợ đầm đề có thể đây chính là cơ hội để mọi người xoay chuyển nếu có bi. Không có tiền tệ FIAT nào là hợp pháp trong WMS, tức là trong hệ thống kê tài chính lượng tử bởi vì nó không thể được chỉ định là trong sạch rõ ràng không khủng bố hoặc có nguồn gốc từ các hoạt động hợp pháp tiền tệ fiat sở hữu tại thời điểm triển khai WFS và được coi là hợp pháp sẽ được đổi lấy tiền tệ được đảm bảo bằng vàng trên cơ sở một đổi một quá trình hòa giải nếu không có khả năng điều hòa tiền tệ fiat cũ vào WFS mới tất cả các hoạt động của ngân hàng trong trung ương sẽ dừng lại Bất kỳ quốc gia nào không tuân thủ Gisara sẽ bị loại khỏi QFS do đó cuối cùng sẽ bị loại khỏi thương mại quốc tế. Đặt lại tiền tệ toàn cầu RCR sẽ sử dụng một công thức định lượng cụ thể để thiết lập số lượng tiền tệ có sẵn ở một quốc gia là vàng được hỗ trợ bởi QFS. Công thức sẽ thiết lập một giá trị hợp lý trong tài sản của mỗi quốc gia so với quốc gia khác Giá vàng trở nên không liên quan sau khi điều này hoàn tất, bao gồm trong công thức là tài sản trong lòng đất, nền kinh tế của đất nước, dân số như một tài sản, và một số thông số khác. Công thức này được áp dụng cho từng quốc gia để họ có thể ngang hàng với nhau. Tiếp theo là mã nguồn mở được công bố, tức là mã nguồn mở bi được công bố, đây chính là lượng linh nha. Mình nghĩ các bạn nào xem thông tin này đều biết. Rồi thì các bạn có thể ghi cái đường link mà các bạn kích vào các bạn xem. rất là nhiều thông tin về cái đây. Ở nguồn mở BI, BIOS, giấy phép tạo một ứng dụng BIOS rồi gửi bia cho danh sách ứng dụng BIOS. Nó rất là nhiều. Nhóm Bico sẽ phê duyệt bia và tạo kho lưu trữ. Nó rất là nhiều các bạn thông tin. Chỉnh sửa giấy phép trong kho lưu trữ mã của ứng dụng của bạn và bắt đầu viết mã. rồi tiếp theo đó đó thì cái đó là thông tin được mới vừa chép ra các bạn các bạn kích vào đường link các bạn xem nha mình không có đọc đâu quá dài rồi có một cái thông tin nữa là rộ tin sàn Binance chuẩn bị list đồng bi các bạn. Cái này chúng ta phải theo dõi nha. À cái này trên kênh kênh YouTube này đang nói như vậy. Mà chúng ta hãy chờ đi, chừng nào mà có thì mình sẽ thông tin cho các bạn nha. Rồi tiếp theo là một thông tin quan trọng nữa là sàn MEX C các bạn. Ha. À, à sàn này là 12 giờ ngày 9 tháng ngày 9 sàn MEX list B mình hãy chơi sàn này với sàn Binance. Cả nhà chú ý không đưa bi lên sàn nhé. Hiện tại đang thanh lọc tài khoản. Và không rành về crypto là không rớ vào nhé. Đây là bi sàn. Không phải là bi network xịn của chúng ta đâu. Nói chung á là, là tất cả các sàn nó đưa giá cái gì cũng đi chăng nữa các bạn. Chỉ xem thông tin thôi. Chúng ta không có gửi bi lên đó cũng không có mua trên đó. Đơn giản vậy thôi. Chừng nào đó, oh, chừng nào nó manage mở rồi tính sau. Được chưa? dù mình có đưa thông tin cho các bạn này các bạn biết để các bạn cảm thấy nó động lực thôi ví dụ như sàn hút bi nó cho bi là gửi lãi suất là 50 thì các bạn cũng xem thôi để cho các bạn có động lực chứ không ai kêu các bạn gửi lên đó nha cho nên các bạn đừng có bình luận tầm bậy thì các bạn bị chặn bởi vì các bạn không có hiểu được người ta đưa thông tin cho các bạn mừng để cho các bạn vui để cho các bạn thấy được thông tin tích cực chứ không phải là dụ các bạn đi vào để mà tải bi của các bạn lên đó để các bạn lấy lãi rồi mất đi không có mình không bao giờ làm video như vậy nếu mà mình làm video như vậy thì mình sẽ làm cho các bạn hướng dẫn từ từng tí một cho các bạn gửi còn mình không bao giờ làm như vậy mình chỉ đưa thông tin cho các bạn thôi cho nên các bạn phải hiểu cái điều mình làm video như thế nào để cho các bạn biết rằng là bi nó rất là hot bi nó rất là ngon bi nó rất là giá trị cho nên các sàn nó mới đua nhau như vậy nó thu hút như vậy và các bạn nắm thông tin là được còn chúng ta không có rớ vào chúng ta không có mua trên đó chúng ta cũng không có gửi bi trên đó được chưa Hãy đi, hãy hiểu điều mình làm như vậy à, Còn chừng nào mình hướng dẫn từng bước từng bước Mà các bạn gửi như thế nào Cái lúc đó các bạn nói mình được Còn mình không có hướng dẫn như vậy Rồi tiếp theo các bạn Đây nè còn sướng nữa các bạn nè Ai đó trên hút bi vừa được Vừa thực hiện lệnh mua trị giá 1 triệu la của Bi Network. Khủng khiếp chưa? Để có Bi Mainnet trả cho nhà đầu tư, sàn sẽ thu gom ở chợ đen. Sàn lãi khủng khiếp bạn nói kẹt tiền bán rẻ bi bán rẻ tương lai đáng đáng có đáng không nếu bi không có giá trị cao thì các sàn không thi nhau vậy đâu ai có bi nhớ giữ chặt ai coi thường là cái số họ nghèo hoàng nghèo đó có nghĩa là người ta bây giờ người ta tranh thủ người ta mua trên sàn còn người sàn hãy đi thu chợ đen nha chợ đen rồi sau đó là nó bán lại cho nhà đầu tư cho nên cái cái bi mà nó thu từ sàn á từ từ cái chợ đen nó nguy hiểm lắm nha đó thì mình nói như vậy đó cho các bạn lưu ý rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn các bạn lại lần sau. Quên nữa, bạn nào chưa đăng ký bi thì các bạn hãy đi vào mô tả video đăng ký các bạn nhé. Máy thiệu của mình vẫn là Picasso trên màn hình.